kênh. Chào tất cả các mục thủ nha, và trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 7 tháng 4 nha. Thì bây giờ tổng cộng là có 22 mẫu cần. Thì em giới thiệu sơ lược những dòng, như ở đây có dòng ISO là cần tầm khoảng từ 2m4 nha, 2m4 Shimano đến tầm khoảng vào 5m3. Đây, có một con Zoom nha. Sao nó mở dữ vậy ta? Rồi, chào tất cả các em mục thủ nha, đã quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ ngày 7 tháng 4 thì bữa vắng mặt nha này. À, công chuyện này mình đi câu cá. Rồi thì bây giờ tổng cộng lên 22 mẫu cần, thì giới thiệu sơ lược những dòng như là ISO cần tầm khoảng từ 2m4 nha, 2m4. Có những dòng là ISO từ 2m4 đến 5m3 này. Đây qua nha, cần có rất là mới. Đây, và C thì đây có một con C Haya. Đây qua Haya có C Zoom nha, độ dài cho mình. Cần lộc thì có những dòng như là 4m2 Olympic. Ở đây sẽ có cho mình hai con cần tay câu suối siêu nhẹ như này. Và siêu nhẹ như này, có sẵn cho mình những cái đồ sẵn, nó gắn cho mình sẵn này. Đây, Olympic và Nissin, còn bao vải đầy đủ. Shimano thì sẽ có Shimano vàng đắp khóc, cần tay thì 7m2 vượt cứng, 8m1 câu tráp câu hành. Đây, câu tráp câu hành cách sạc răng này. Cần dây trong thì có con 2 khúc 3 ngọn. Những dòng cần lua thì có những dòng ở đây là máy ngang này, máy ngang 2 khúc, máy đứng như này. Và con 3 khúc, ở đây có một con C của sầm BB nha. Đây, con này để cho mình giá tốt như này, giá một nửa giá mới thôi, cần 9%. Còn một số cần là 2 khúc 3 khúc cho mình cùng gầm của lan xe. Ở đây có những dòng như là 1 khúc hay chi cầu bè. Rồi chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp 0923 534 779. Mã số 1 thì đây sẽ có cho mình một con cần ISO. Con này dạng là ISO khoang lớn, cần súp cho mình nha. Cần này thì của hãng là Shimano, độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 15, của dòng Honda Spin. Hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code đây và tem vàng đầy đủ nha. Cần thì có rất là mới và đẹp này. 2m4 cứng 15, pad Fuji F6, khoang của cần là khoang lớn. Con này ngọn của cần á, thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào gần 2 ly cho mình nha, tầm khoảng 1.8 ly. Ngọn sẽ kèm một này, có hai khoang là khoang chạy nha. Fuji xám, phôi carbon xoắn vân. Cần đi kèm cho là 3 lóng và các lóng đều là phôi carbon hết nha. Đây, nước sơn có rất là mới này. Thích là cho mình câu đơn, câu ngâm vẫn được này, 2m4, khoang còn đẹp. Con này trọng lượng rất là nhẹ luôn, nó chỉ có cho mình là 150g, mã số 1, giá 650 này, 650.000. Mã số 2 sẽ có một con cần ISO khoang nhỏ, con này thì độ cứng cao này. Cần ISO khoang nhỏ carbon, độ dài của cần là 3m6, độ cứng 3 nha, của dòng carbon rod. Con này thì khoang bắt đầu khoang bắt thường nha, khoang bắt thường. Độ cứng 3 con này cần rất là cứng như này, nếu mà hạ tay xuống thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 4-5H nha. Ngọn cần là ngọn 1.6 ly, cần thì đích kèm cho mình là có một này ngọn, ngọn thì kèm cho mình là có 3 khoang chạy nha. Đây 1, 2, 3 khoang chạy. Phôi cần là phôi carbon, xoắn vân. Đây tổng thể thì còn có rất là mới nha. Thì những dòng này bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay hết này. Đây, cần đẹp nha, phôi carbon xoắn vân. Thì con này khoang pad của mình là khoang pad thường nha, khoang pad thường. Trọng lượng của cần thì cần được là 170g, mã số 2, giá 450, 450 ngàn ạ. Thì bên đây vẫn hỗ trợ hạ tay nha, còn hạ tay cứng đánh chép vô tư này. Tiếp theo mã số 3 thì sẽ có một con ISO, con này thì mua cửa hàng như này, mới 100% chỉ sử dụng qua luôn. Đây, thì phụ kiện con này sẽ kèm cho mình là một cái bao vải của Daiwa chính hãng, và nó sẽ kèm một cái nắp chụp này. Con này nắp chụp pin cho cần nha. Đây, nắp chụp pin của cần này. Con này ISO khoang nhỏ, thật là mình câu cảm giác thôi, còn mới cứng luôn. Rồi con này thì độ dài của cần á thì đo được cho mình là 5m3, độ cứng là 1.5. Nói chung 1.5 thì thuộc dạng cảm giác thôi, khoang Fuji xứ xám. Phôi carbon xoắn hai da này, rất đẹp nha. Con này hàng của mình là hàng nội địa Nhật nha. Đây Made in Japan, có mã code này và tem vàng đầy đủ đây. Tem nội địa nha. Bắt gặp đây qua chính hãng, tay cầm được làm nhám. Con này thì còn mới, cứng cho mình. Thì độ cứng 1.5 thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.2 ly. Ngọn sẽ kèm cho mình 1 này, 2, 3 khuyên chạy nha. Thì các lóng ở trên này á thì là phôi carbon xoắn vân. Con này thì còn mới cứng rồi. Có rất là mới nha. Mới và đẹp này. Thể thế này. Và hai lóng cuối của mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân. Đây, carbon xoắn hai da toàn thân. Khoang pad là khoang pad Fuji. Rồi con này trọng lượng của cần thì là 200g, mã số 3, giá 1.200.000 nha, 1.2. Đây cần này còn mới cứng như này. Chưa sử dụng qua luôn. Tiếp theo mã số 4 sẽ có một con ISO khoang nhỏ của hãng Si nha. Đây Shimano ISO khoang nhỏ. Cần thì độ dài của cần là có hai chế độ zoom. Độ dài con này là 5m4, có chế độ zoom là 6m3. Đây độ cứng là 1.5 DX. Hàng Singapore xuất thị trường Nhật, sẽ có cái mã code này và cái tem vàng đầy đủ nha, tem nội địa đây. Shimano. Tay cầm thì được làm nhám, bắt thì bắt gặp Fuji Stylus LF6. Dàn khoang con này là dàn khoang Fuji xứ xám, con này phôi của mình là phôi carbon xoắn hai da toàn thân. Mà trong con này thì hỗ trợ hạ tay nha, cực kỳ là ok. Thì độ cứng là 1.5 thì ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.2 ly. Ngọn sẽ kèm này 1 2 khuyên chạy nha. Ngọn thì là ngọn đặt ngọn tháp, đặt chỗ tháp cho mình nha, ngọn long phụng ạ.
Phôi con này là phôi carbon xoắn vân từ lóng 1 và lóng 2. Còn tất cả các lóng còn lại của mình này đều là phôi carbon xoắn hay da hết. Con này thì hạ tay xuống thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng 3.5H nha. Phôi hay da rất là cứng. Đây. Thế đây muốn câu 4.5 á thì mình câu ngang đây, còn muốn câu 6.3 luôn, rút lóng zoom ra nha. Lóng zoom ra. Phôi hay da còn rất là mới. Tổng thể thế này. Rất đẹp nha. Con này trọng lượng của cần á thì cân được cho mình là 280g, mã số 4, giá 1.200.000 nha, 1.200. Shimano carbon xoắn hai da, có chế độ zoom 5.4 và 6.3. Tiếp theo mã số 5 sẽ có một con cần súp, còn thì thích hợp và đánh lộc đầu cần gần bờ. Cần súp cần này của hãng là Olympic, độ dài con này là 4.2. Đây 4.2 độ cứng tầm khoảng vào DS cho mình nha. Tay cầm con này thì nó được cuốn chỉ này và cái nắp chụp thì bằng inox, đệm thì đệm gỗ nha. Thoại bái con này là bắt gập Fuji F7, dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji. Đây Fuji loại xứ đá xám. Con này độ dài cần là 4.2 thì ngọn cần thì là ngọn lớn như này. Ngọn con này thì ngọn tầm khoảng gần 3 ly. Đây độ cứng của nó thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào DS nha. Thì cái ngọn của nó thì nước sơn màu trắng này, dạng sơn phản quang á. Đây thì cái sơn này thì mình vẫn gỡ được nha. Anh này vẫn lau được nha, dạng sơn phản quang thôi. Thì ngọn tầm khoảng 3 ly, độ cứng tầm khoảng 27 DS. Ngọn sẽ kèm cho mình là có hai khuyên chạy. Phôi carbon xoắn vân này, nước sơn màu xanh. Đây tổng thể thế này. Đây, tình trạng thì có xây xước nha. Đây, của Olympic. Olympic nội địa Nhật. Có thể là bạn đánh lộc đầu cần gần bờ. Đây khuyên đề ba của nó là kèn gập nha. Con này phôi rất là dày, trọng lượng của cần thì cân được là 480g, mã số 5. Giá con này là 700 nha này. 700.000 ạ. Rồi tiếp theo thì mã số 6 và số 7 sẽ có một số cần tay. Ở đây thì sẽ có một con cần tay siêu nhẹ của dòng Nissin. Thì cái con này á thì bên Nhật người ta đã đổ cho mình một cái tay như này. Cái này thì người ta chỉ cuốn bằng keo vào thôi. Anh em thích thì có thể là cắt ra nha. Thì nó sẽ tặng kèm cho mình là có 3 con mồi này. Đây, con này câu cá sối nha. Con này anh em câu fly nha. Thì em sẽ gửi kèm mình 4 con mồi luôn. Đây, 4 con mồi giả này và một cái lưỡi này. Nó sẽ kèm cho nó đây 1 2 3 4 con mồi giả nha. Cái này á thì mình có thể cắt ra thôi. Con này siêu nhẹ nha. Cần là của hãng Nissin. Độ dài là 4.5 thì phụ kiện sẽ kèm cho mình là một cái bao vải và một cái nắp chụp zin kèm này. 4.5 câu suối. Siêu nhẹ luôn, con này chỉ có là 55g thôi. 55g như này. 4.5 55g. Đây, cần lóng ngắn, rất là ok. Con này thì 4.5 thì em sẽ đo cho mình thu gọn nha. Thu gọn của con này là 56cm. Ngọn cần là ngọn rất là nhỏ, ngọn 0.7 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng vào 2H thôi. Đây tầm khoảng 2H nha. Thế là mình câu cá sối 4.5 mà chỉ có 55g. Cực kỳ hiếm như này. 55g cho mình. Thì sẽ tặng cho em mình, tại vì mình được kèm cho mình luôn những con mồi giả nha. Con mồi giả cho mình câu cá sối á. Đây Nissin. Con này cực kỳ đẹp, nội địa Nhật nè. Tem vàng đầy đủ này. 4.5 của dòng Pro Nissin nha. Đây. Nó sẽ có kèm cho mình là có lưỡi cước đầy đủ này. Thì em sẽ gửi kèm luôn. Rồi phụ kiện của cần thì nó sẽ kèm cho mình là bao vải nắp chụp zin theo cần. 4.5 Nissin, trọng lượng chỉ có 55g, mã số 6, giá 800 nha này. 800.000. Con này rất là hiếm nha. Tiếp theo mã số 7 thì sẽ vẫn có cho mình một con cần tay cho nên mình chuyên câu suối như này. Câu suối. Con này thì phụ kiện vẫn kèm là một cái nắp chụp và một cái bao vải kèm cho mình đây. Con cần này thì là của hãng là Olympic như này. Con này của Olympic này, carbon. Độ dài của cần là 4.5 50, con này vẫn siêu nhẹ nha. Trọng lượng con này chỉ có là 78g thôi. 4.5 78g của Olympic. Thì em sẽ đo thu gọn cho mình. Đây, thu gọn con này chỉ có 50cm. Này con này Olympic nha, của dòng Speed này. Con này thì hàng nội địa Nhật. Đây có tem vàng đầy đủ hết, phôi hay da. Đây phôi xoắn nha. Con này ngọn cần thì cũng là ngọn nhỏ. Ngọn của nó thì đo cho mình cũng tầm khoảng 0.7 ly. Đây. Phôi carbon xoắn nha. Đây xoắn vân. Cần thì còn rất là mới và đẹp này. Đây, tổng thể thế này. Siêu nhẹ cho mình câu suối nha. Trong những cái dòng mà lỏng ngắn mà 4.5 5.4 á mà nó nhẹ tầm khoảng vào 50-70g á, rất là ít. Đây, thì mới như này. Tổng thể thế này. Thì phụ kiện sẽ kèm một cái nắp chụp và một cái bao vải zin thao cơ. Cái nắp chụp cái con này thì rất đẹp nha. Đây, nắp chụp Olympic rất đẹp cho mình này. Con này trọng lượng siêu nhẹ 78g, ngọn 0.7 ly, cứng tầm khoảng vào 2.5H, mã số 7, giá 800.000 ạ. Đây. Đẹp nha. Tiếp theo mã số 8 thì sẽ có một con cần ráp khúc. Con này của dòng C này. Đây cần ráp khúc của Shimano. Đây Shimano nha, nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Thì con này độ dài của cần là 18 feet thì nhân lên là 5m. Thì con này sẽ kèm cho mình có bao vải zin này. Đây thông số kèm cho mình nha, bao vải zin. Và nó sẽ kèm cho mình là có hai cái nắp chụp gỗ zin theo cần đây.
nắp chụp gỗ zin nha. Con này hầu như chưa sử dụng qua thì nó còn rất cứng này. Đây. Phụ kiện sẽ kèm hai cái nắp chụp zin và bao vải zin theo cần, thường là Shimano vàng nha. Con này cần tay lắp khúc. Nắp meter thì con này đi kèm cho mình là 5 lóng này, 5 lóng và tổng thể thế này. Tay cầm của nó thì được cuốn chỉ, hàng của mình là hàng nội địa Nhật này, Shimano. Phôi của nó là phôi carbon giả vân trúc, vân gỗ rất đẹp nè. Đây còn mới cứng. Con này ngọn cần thì ngọn nhỏ thôi, ngọn của cần á thì đo cho mình tầm khoảng 0.8 ly. Cái đầu buông nó là 360 độ chuẩn xoắn này. Đây, 360 độ chuẩn xoắn này mình nha. Chỉ mình buộc theo đây là câu thôi. Trên này thì nó có nước sơn và khảm rất đẹp nha. Đây dạng sơn này cho mình. Mình tổng thể thế này. Còn mới cứng, dạng xi vàng nha. Xi vàng đắp khúc. Đây, cái này mới. Con này trọng lượng cần thì nhẹ thôi, 105 g. 5m4 105 g, mã số 8. Giá 1,5 triệu nha anh em, 1.500.000. Thôi mình mua sưu tầm nha, Rosic ạ. Rồi, tiếp theo thì sẽ có một con cần tay vượt cứng này cho nên mình sẵn hàng nha. Đây, cần tay vượt cứng 7m2. Cần tay carbon, độ dài con này là 7m2 nha. Đây, cần tay carbon, tổng thể thế này. Thì con này phôi rất là dày nha, trọng lượng của cần là 360 g. Nắp chụp con này thì xoay bằng 7 nốc. Đây, tay cầm được làm nhám nha, tổng thể thế này. Con này thì ngọn của cần á, thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 1.8 ly như này. Đây, 1.8 ly. Độ cứng con này vượt cứng thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng từ 6-7 h, cho mình cần ra thẳng tắp. Phôi rất là dày. Thêm cho những cái này mình sẵn hàng nha. Đây, con này phôi rất là sáng nha, độ cứng cao. Con này phôi rất là dày. Đây, cũng rất đẹp nè. Tổng thể thế này. Nói chung cái lóng của nó thì tình trạng thì tầm khoảng trên 90%. Nó sẽ có xước sơ sơ dạng thế này thôi. 7.2 vượt cứng ạ, cho nên mình sẵn hàng. Con này thì cái lóng nó cũng tương đối lớn nha. Đây, tay cầm của nó tầm khoảng vào 27 cho mình 28. 7.2, những dòng thì dòng Nhật nha. Đây, dòng Nhật coi ra xuất thị trường Nhật này. Tổng thể thế này tay cầm được làm nhám 7.2. Con này trọng lượng của cần là 360 g. Cho mình xem phôi. Phôi này mình sang hàng hết sảy nha. Đây. Phôi rất dày nha. Phôi cực kỳ dày luôn. Đây, tổng thể thế này. Con này trọng lượng của cần là 360 g, 7.2, độ cứng tầm khoảng từ 6-7 h, vượt cứng ngọn 1.8 ly, mã số 9. Giá con này là 1,2 triệu này, 1.200.000. Rồi tiếp theo mã số 10 thì sẽ có một con cần tay, con này sẽ là mình câu cá tráp có hành này, 8.1 siêu nhẹ nha, đây lóng rất là nhỏ. Cần tay carbon 8.1 thì con này thì phụ kiện nó sẽ kèm cho một cái bao vải này, bao vải này của Si thì em sẽ gửi kèm luôn. Tập rất cập về câu thơ cần nha. Cần thay đổi dây con là 8.1 cần carbon. Con này lóng rất là nhỏ, con này nhẹ nha em, trọng lượng chỉ có 270 g thôi. Nhưng mà cần nó rất là thẳng nha. Cần nó thẳng tắp cho mình này. Thì ngọn cần này thì đo cho mình là ngọn 1.6 ly. Đây cái đầu bu 360 độ chuẩn xoắn nha, ngọn 1.6 ly. Cần ra thẳng, con này thì phôi carbon xoắn vân. Thích hợp những anh em mình có thể nha. Câu tráp, câu hanh, câu cái sạc răng này. Đây. Cái sạc răng nha, cần thì còn rất là ok này. Phôi phít còn đẹp thế nè. Tổng thể thế này. Tình trạng con này thì sẽ có xây xước xây sơ thôi. Đây không đáng kể lắm. Đẹp nha. Độ dày của cần là 8.1. Lóng lít rất là nhỏ. Tay cầm thì được làm nhám, lắp chụp xoay bằng 7 nốc. Đây, cho mình xem phôi con này nha. Phôi thì cực là chuẩn này. Con này còn rất là mới. Đây, phôi tương đối như này. Cho nên phôi này thì không dày, không mỏng lắm. Tức là chuyện này mình có thể là sang hàng nha. Sang hàng hoặc đánh khách. Cái sạc răng á, con này cần ra thẳng này, 8.1. Trọng lượng của cần thì nó chỉ có là 270 g thôi, mã số 10. Giá là 1,5 triệu như này, đây 1.500.000. Cần nó thẳng tắp nha. Tiếp theo mã số 11 thì sẽ có một con cần hai khúc này, ba ngọn nha, cần dây trong. Con này thì thích cho anh em về có thể là chế độ nha, mình có thể lên khoen, làm dựng cần cũng được này. Cần hai khúc ba ngọn, cần này của hãng là Alpha Techco như này. Đây thông số như sau, cần của hãng Alpha Techco hàng Korea. Độ dài của cần là 2m7. Đây 2m7 nha, ba ngọn kèm cho mình. Đây ba ngọn là không khác gì ba cần rồi. Tổng thể này. Alpha Techco nha, khoen phát Fuji hết, thật vặn này, Fuji DPS. Thì con này thì thông số 3 ngọn á, một ngọn là cứng tầm khoảng từ 30 và cứng nhất là nó rơi vào tầm khoảng 120 nè. S này, S, M và H nha, H thì rơi vào tầm khoảng 120. Đây của Alpha Techco nó sẽ có cái dây buộc ở đây. Thích thì mình có thể là mình phải đánh dây trong cũng được, đánh dây trong thì anh em có luồn cước mà đánh thôi. Còn mà thích thì mình có thể lên khoen nha, lên khoen con này cực kỳ là cứng, ba ngọn ba khúc, hai khúc ba ngọn nha. Trọng lượng của cần thì một gốc một ngọn á là 300 g, mã số 11, giá 800 như này, 800 ngàn. Đây, không khác gì ba cần nha. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần lôi như này. Cần lôi tiếp theo thì mã số cần là mã số 12.
thì sẽ có một con cần lô hai khúc, con này thì máy ngang, cần lô hai khúc máy ngang, con này có dòng là Alpha King nha này, hàng Korea, độ dài là 5,6 độ cứng M là 1m68, độ cứng M thì dạng cứng này, thông số tải mồi là mát là 24-21g, tải cá là 14 lp, nó tầm khoảng 7 kg cá, hàng Korea, tay cầm thì bằng cán mút đây, và cán con này thì là máy ngang nha. Khoen cố cần là khoen Fuji nha, ba chân loại sữa đá đen thế này đây. Cần thì có rất là đẹp, con này thích hợp mình lưu lóc nuôi chẽm nha, cần còn rất là đẹp. Trọng lượng con này 100g, ngọn 1.8 ly, mã số 12, giá 500.000. Tiếp theo mã số 13 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng đây, cần lưu hai khúc máy đứng, con này thì độ dài của cần á là 1m8 như này, khoen là khoen Fuji dạ quang, cần carbon này đây, 6 feet là 1m8 này, độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng với L nha, L tức là mình câu cảm giác thôi, cần carbon. Thì con này bắt là bắt vạn Fuji FPS, tay cầm con này thì nó bằng cán bần nha, đây cán bần cho mình, khoen Fuji loại sẽ đã phát quang. Ngọn của cần á thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly, đây ngọn cần là ngọn 1.8 ly, tổng thể thế này, cần rất đẹp nha, thích hợp lock lock chẽm đây, cần thì còn rất là ok nha. Con này thì trọng lượng của cần siêu nhẹ nha, 115g, mã số 13, giá 500.000 này, lô lock lô chẽm như này. Tiếp theo sẽ có một con cần ba khúc cần lô, con này thì thích hợp cho nên mình lô gần này, đây lô gần nha, lô gần rất đẹp này, con đây qua ba khúc cần rất là mới nha, con này là cần lô ba khúc của dòng Fasit Phantom nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Con này thì độ dài của cần á là 13 feet, là 3m9, đây Fasit Phantom, độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng và M, phôi của mình là phôi carbon xoắn hay da hết toàn thân. Ngọn con này á thì ngọn lớn đo cho mình là ngọn 2.5 ly, đây phôi hay da carbon từ gốc tới ngọn cho mình nha, đây, rất đẹp này, đây, cực đẹp nha. Tay cầm con này thì bằng cán mút và bắt là bắt vặn này, bắt vặn Fuji, đây tổng thể thế này, mới nha, hàng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Thì những cái dòng này á thì khoen của nó khoen đề ba là khoen lớn, con này khoen đề ba có thể là khoen 30, khoen Fuji 6m nha, đây mới cứng 3m9, độ cứng tầm khoảng và M, trọng lượng của cần là 290g, mã số 14, giá 1.600.000 nha, 1.600.000. Tiếp theo mã số 15 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc của C như này, đây Shimano, con này thì là của dòng mà Shimano này, của dòng mà Collide này, của BB như này, đây con này thì độ dài của cần là 9,6 thì nó sẽ ra cho mình tầm khoảng vào 2m94 như này, 2m94 á. Thì những cái dòng này á thì đều là hàng China xuất Nhật này, con này mới của mình là 3,5 triệu này, 3,500,000. Thì độ cứng MH thì con này em sẽ để cho mình giá thấp thôi, trong là con này thì line nail mới 99%, thì ngọn rất là lớn, ngọn là ngọn 2.5 ly, độ cứng con này độ cứng MH này, độ cứng MH thì dạng là cứng gần nhất rồi, và khoen của mình là khoen Fuji nha, đây Fuji hết dạng Acolyte trên cao, để tổng thể thế này. Hàng của mình là China xuất thị trường Nhật, thông số câu dít câu cho mình này, lúa là tầm khoảng vào 80-60g á, đây 80-60g nha, P thì 1-3, bác con này bắt vặn này, Fuji Shimano chính hãng cho mình luôn. Thì con này giá mới của nó là 3,5 triệu nha, nó còn bao đầy đủ hết, còn con này thì không có bao, trong là hàng Lenel. Trọng lượng của cần thì cân được là 250g, mã số 15, giá 2 triệu nha, 2 triệu cho mình ạ, đây, gần bằng một nửa cho mình thôi, mới 99% nha, đặt nguyên bản gì. Rồi tiếp theo thì sẽ có một con này thì cần một khúc, cần dạng he chi cho mình câu bè nha, đây, cần carbon, đây, một khúc như này, cho mình câu bè. Cần một khúc carbon, con này thì độ dài cần là 1m7, đây 1m7 nha, tay cầm con này thì được làm rất trắng và pass là pass gặp Fuji F6, còn khoen còn lại của mình là khoen Fuji ba chân cái này, loại xin đá xám này, đây ngọn của nó là dạng ngọn tháp cho mình, chọn chỗ tháp này, ngọn zin theo cần, thì con này ngọn cần thì nhỏ nhất trên này là ngọn tầm khoảng vào 1.2 ly cho mình thôi, cái đầu bu Fuji xám này, đây tổng thể thế này, cần một khúc nha, con này thì câu bè cũng dạng vừa cho mình thôi, nói chung là không cứng không mềm lắm, cần một khúc cho mình, cần carbon 1m7, trọng lượng con này thì cân được cho mình là 160g, mã số 16, giá 500.000 nha, 500 ạ. Tiếp theo mã số 17 sẽ có một con cần hai khúc cho mình câu ngâm của Lăng C, đây cần hai khúc nha, hai khúc carbon, tổng thể thế này. Con này thì cũ hãng là Ryobi, độ dài con này là 2m1, độ cứng 50, cần rất đẹp như này, 2m1 độ cứng 50, hàng của mình là hàng Malaysia nha, Malaysia xuất thị trường Nhật này, tổng thể thế này. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút màu xanh và con này thì nước sơn của nó cũng màu xanh và chỉ màu xanh luôn. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, ba chân loại xin đá xám. Bắt đầu bắt vặn này, Fuji FPS 22. Đây tổng thể cần thế này. Ngọn con này thì ngọn lớn, đó cho mình là ngọn 3.2 ly, độ cứng 50 thì cũng dạng vừa nha, trong thì không cứng và không mềm lắm.
Trọng lượng của cần á thì cân được cho mình là 200g thôi, rất là nhẹ luôn, mã số 17. Giá cần là 750 nha, 750.000. Tiếp theo mã số 18 sẽ có một con cần hai khúc, con này thì chuyên dụng cho mình con ngâm của lăng xê. Cần rất đẹp nha, bắt gôn này, khoen lá. Cần hai khúc, độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 30. Trong 30 thì cũng dạng là cảm giác cho mình. Ngọn con này á thì đo cho mình là ngọn 2.6 ly. Để hỗ trợ cái đầu bu full shift này. Đây, tổng thể thế này. Khoen của cần là khoen Fuji, khoen lá như này. Đây, nước sơn thì màu đen. Phần carbon xoắn vân 24 cứng 30. Tay cầm thì bằng cán mút và pad bạch vạn Fuji Gold. Sau này thì nó được buộc một cái nó cuốn như này, nó cuốn cái dây chỉ thêm cho mình là cầm chắc tay này. Cái này là từ bên Nhật về nha. Và chỗ này thì nó được một cái dây buộc của hiệp ở đây. Tổng thể thế này. Cần hai khúc carbon. 2m4 cứng 30, trọng lượng của cần là 300g, mã số 18 nha anh em. Giá con này là 800 nha, 800.000 ạ. Tiếp theo mã số 19 thì sẽ có một con cần hai khúc. Đây, con cần hai khúc nha. Cần hai khúc carbon. Có thì độ dài của cần là 2m6 nha anh em. Độ dài con này là 2m6. Còn thì gọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp. Cho bên này mình công ngâm của lăng xê được này. Tay cầm con này thì được cuốn chỉ và dây mây. Bắt bạn Fuji. Đây, cuốn chỉ và dây mây nha. Tổng thể thế này. Nên là cầm rất chắc tay. Tất cả dàn khoen của cần đều là dàn khoen full shift thế này. Đây, khoen full shift 3 chân nha. Tổng thể thế này. Độ dài cần là 2m6. Con này ngọn cần á thì là ngọn tháp. Ngọn thì nhỏ nhất cái này đôi cho mình là tầm khoảng 1.2 ly. Và dàn khoen full shift hết. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng 150. 26 độ cứng 50 nha. Đây, tổng thể thế này. Trọng lượng của cần á thì cân được cho mình là 280g thôi. Mã số 19. Giá 800. Đây, 800.000 nha. Khoen shift hết 26. Độ cứng tầm khoảng 50. Thế là bằng cầu ngâm của lăng xê. Tiếp theo là mã số 20 thì sẽ có một con cần 3 khúc này. 3 khúc chuyên dụng cho mình đánh tra đánh chim này. Đây qua. Cần 3 khúc đây qua, độ dài con này là 3m, độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80 của dòng carbon carbon. Đây, cần rất đẹp nha. Tay qua phôi hai da. Hàng tay qua xuất thị trường Nhật, nó sẽ có tem vàng đầy đủ này. Đây, tem đầy đủ nha. Thì tay cầm con này bằng cán mút và pad bạch vạn Fuji FPS D22 phôi hai da. Khoen của cần là khoen Fuji loại xin đất xám. Khoen Fuji xám. Ngọn của cần là ngọn đặc, ngọn tháp nha. Ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn của con này thì đo cho mình là ngọn 2.4 ly. Đây, độ cứng tầm khoảng từ 50 đến 80 thì là dạng vượt cứng rồi. Phôi hai da toàn thân của dòng đai qua 3m cứng 80. Con này phôi cũng tương đối dày cho mình, trọng lượng của nó thì cân được là 330g. Mã số là mã số 20 nha anh, giá cần là 900. Đây, 900.000 ạ. Tiếp theo mã số 21 thì sẽ có một cần 3 khúc. Con này cũng chuyên dụng công ngâm lăng xê, cần của hãng là Suzumi 3 khúc này. Phôi cũng là phôi hai da nha. Suzumi 3 khúc, độ dài con này là 3m, độ cứng là 30. Cho độ cứng 30 thì nó sẽ mềm con đai qua này. Hỗ trợ cái đầu bu chống xoắn, đóng semi chống nổ. Còn dàn khoen cũng là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám. Phôi cần là phôi carbon này, xoắn hai da nha. Đây, phôi carbon xoắn hai da. Tay cầm thì bằng cán mút và con này phát là bất vạn Suzumi chính hãng cho mình luôn. Cứng 30 thì thiết lập bằng công ngâm của lăng xê. Sau này sẽ có một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Đây. Sau này có một miếng cao su ở đây bị rớt mất rồi nha. Đây cần là cần 3 khúc của hai da của Suzumi. 3m độ cứng 30, hàng của làng nội địa Nhật, tem vàng đầy đủ. Trọng lượng con này thì cân được cho mình là 390g. Mã số 21, giá 600 nha này. 600.000 ạ. Đây, tổng thể thế này nha. Rồi cuối cùng thì mã số 22 sẽ có một con cần 3 khúc. Con này của dòng Suzumi luôn. Đây, cần rất đẹp nha. Cần 3 khúc Suzumi của dòng Neway, độ dài là 3m5, độ cứng là 50. Hàng nội địa Nhật này, tem vàng đầy đủ. Đây, Suzumi 3 khúc. Con này thì chuyên dụng cho mình là ao sông hồ tự nhiên đánh chép nha. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân, khoen của nó là khoen Fuji xứ xám. Thì nó sẽ hỗ trợ một cái đầu bu full shift chống xoắn ở đây. Độ cứng con này 50 thì cũng dạng vừa, không cứng không mềm lắm, ngọn thì ngọn lớn. Đo cho mình là ngọn 3 ly như này. 3 ly. Tay cầm thì bằng cán mút, bát vặn Fuji chữ vàng. Đây, tổng thể thế này nha. Sau này có một cái buộc cho mình này. Ở đây buộc bảo hiểm vẫn được nha. Buộc vào đây. Cần 3 khúc Suzumi khoen pad Fuji xứ xám. 3m5 cứng 50, chuyên dụng câu chép, câu ngâm lăng xê. Trọng lượng con này thì rất là nhẹ luôn, chỉ có cho mình là 270g. Mã số 22. Giá con này là 750 như này, 750.000. Cần mới nha. Ship code là 30.000 một đơn. Rồi, tổng thể thì đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần. Anh em ở mẫu nào comment mã số nha, cộng số điện thoại. Ưu tiên mình chốt đơn liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình tốt hơn. Rồi, chúc tất cả anh em nha có một ngày thật vui vẻ, đi cầu nhiều cái, nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp video lần sau. Anh em xem video cho em đăng ký một thông báo nha, để ủng hộ kênh em tốt hơn. Thì hàng hóa bên em thì cập nhật liên tục, những dòng mà máy và cần thì bên em rất là nhiều nha. Trong thì công nó về liên tục cho mình ạ. Rồi, chúc tất cả anh em một ngày tốt lành, hẹn gặp lại lần sau ạ.